Gì anh bạn anh cưa cây sung lạ ở cái chỗ là hay sao anh cưa cây sung Cưa cây sung lạ mà cưa ở trên mà ở dưới chảy nước. mình thấy cũng thấy chảy nước các bạn, Chảy nước ròng ròng luôn, kỳ vậy đó. lạ lạ Quá lạ. quá lạ luôn hả? Trời ơi chảy nước. Trời ơi trên dưới chảy nước. Trên dưới chảy nước. Bây giờ kia mà mò không biết biết qua số mới ngon. Cái này muối cũng ngon, cái này muối ăn ngon hơn cà pháo. Em muối em cho tụi miền Tây á, nó lên nó kiếm quả vậy, nó lên nó kiếm trái này quả gì mà em còn đâu em cưa bỏ rồi. Muối đó là kiếm xả, củ xả, củ xả anh đập dập 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 ra chừng mấy tép thôi, cái đầu anh quậy với lại muối, nước sôi ấm ấm anh bỏ muối vô rồi anh quậy lên, anh bỏ thêm đường vô. Ăn ủ khoảng 4 ngày ăn cứ lớp lớp sung lớp xả vậy đó, bỏ thêm vô ngon lắm, 4 ngày là ăn được rồi, chua chua còn ngọt. Này phải mua ra quầy qua quầy chỗ mua cái hũ 10 kg á. Thank you.
Thank you.
bạn ảnh cưa cây sung lạ ở cái chỗ là sao anh? Anh cưa cây sung. Cưa cây sung lạ mà cưa ở trên mà cứ chảy nước. Ờ, à, mình thấy cũng thấy chảy nước các bạn. Chảy nước rồng rồng luôn, kỳ vậy đó. Lạ lạ. Quá lạ. Quá lạ luôn ha. Ở trên chảy nước. Ở trên chảy nước.